Cửa hàng độ đèn xe máy Son Anh xin chào các bạn. Shop mình vừa làm xong chiếc xe Vario 125 ha. Cái dòng này nó có hai loại các bạn, 150 và 125. Thì cái loại 125 nó không có khóa smart key. Thì khách hàng này đã mua xe xong rồi qua cửa hàng mình lắp lên đây các bạn nha, lắp ổ khóa smart key. Rồi, đây là remote SH300mi các bạn. Đó. Thì nó có hai nút thế này, nó có full tính năng luôn, tính năng chống cướp, chống trộm, tìm xe trong bãi, nhập mã ID. Thì mình xin phép được test những tính năng của nó các bạn ha. Tính năng đầu tiên là tính năng chống dắt nè các bạn. Đó. Remote này có thể tắt nguồn và mở nguồn được nha các bạn nha. Đó, rồi, bây giờ mình bật mình nếu mà các bạn muốn tính năng chống dắt các bạn bấm vô cái logo chìa khóa một cái ha. Đó. Đó. Thì còi xi nhan nó báo hiệu lên hai lần và tiếng còi của chống trộm nó kêu tít tít hai lần. Nếu mà các bạn cố tình đụng vô lần đầu tiên nó sẽ báo hiệu đèn xi nhan, cố tình đụng tiếp một lần thì nó sẽ chớp đèn và kêu tít tít. Nếu mà cố tình đụng tiếp nó hú còi ha. Nó hú còi chống trộm các bạn. Đó. Nếu mà các bạn cố tình mà đụng tiếp một lần nữa thì nó sẽ hú luôn các bạn ha. Đó, cố tình đụng tiếp một lần nữa sẽ hú luôn. Đó, ok ha. Lúc này các bạn có logo hình chiếc xe nè. Các bạn mở nha, mở tính năng này nha các bạn. Đó. Mở thì nó giờ các bạn đụng thoải mái luôn, nó không có kêu nữa ha. Đây là tính năng chống dắt nha. Thì tính năng rất là hay tại vì dùng quê của mình đó các bạn. Các bạn đi đám tiệc á, các bạn bỏ chiếc xe ở ngoài đường á, đâu có người ta giữ đâu. Ở miền quê mà người ta không người ta giữ, hoặc ở Sài Gòn đi các bạn để xe ở trong phòng trọ đi, mình để xe ngoài phòng trọ mà mình vô phòng trọ mình nghỉ trưa hay gì đó thì nó rất là an toàn ha. Mình cả tính năng này ha. Thì tính năng chống cướp thì nó có 24/24 các bạn ha. Bộ này tính năng chống cướp 24/24 luôn ha. Thí dụ như các bạn đi xa nè, đó các bạn vô đi xa nè, tầm khoảng 2m thôi là nó sẽ không cho phép các bạn mở khóa xe được nha. Lúc này cái remote lại gần nè các bạn, gần chiếc xe thì nó, các bạn nhấn vô được lên điện, được cho phép nè. Đó, mở xe bình thường các bạn ha. Đó, ok ha. Rồi, ví dụ như bây giờ các bạn tắt máy xuống, hoặc các bạn đi vô tiệm tạp hóa nè, mình mua đồ đi, hoặc là mình đi vô nhà phòng trọ mình nghỉ trưa đi, thì lúc này đó, nghe mình cho phép nghe mình đi cầm remote đi xa khoảng 2m nha. Lúc này nó không nhận diện được chiếc xe, cái remote gần chiếc xe 2m thì nó sẽ tự động ngắt hết nguồn điện nha các bạn nha. Các bạn cố tình các bạn nhận vô nè, nó kêu tiếp thôi, nó không có cho phép các bạn mở nha. Giờ các bạn cố tình các bạn xây, nó xem giờ nó không bắt điện luôn ha, nó không bắt điện ở đây luôn. Khi mà cái lại remote lại gần đó các bạn, remote lại gần nó mới cho phép các bạn mở nguồn lên các bạn nha. Đó, khi remote lại gần nó cho phép các bạn mở lên ha. Đây, em mình đang lại gần. Nó cầm remote lại gần ha. Rồi ok, đây remote nè. Đó, các bạn nhấn vô một cái. Đó, hiện đèn lên và đề máy bình thường ha. Rất là thông minh luôn các bạn. Đó, đây là bộ remote SH300mi nè, full tính năng ha. Đó, đây là logo Honda luôn ha. Đó. Đây là được làm lại nha các bạn nha, tại vì cái ổ khóa smart key mà SH300mi á nó không có cái tính năng chống trộm chống cướp này, bên mình làm lại luôn ha. Thì với một tính năng đặc biệt tiếp theo á, là chiếc xe của các bạn đang nổ máy đi, thì hiện tại các bạn có đã biết là xem nhiều video trên mạng đúng không, là khi mình đang lưu thông ngoài đường hoặc là mình đi mua đồ gì đi ban đêm á, ăn cướp nó hành hung nó lấy xe của mình ha, có rất là nhiều trường hợp đó luôn. Thì các mình đang chạy xe mà ăn cướp nó kề dao nó hành hung lấy xe mình, thì lúc này các bạn cầm remote như thế này nè, cầm remote như thế này các bạn đi xa tầm khoảng 15m, các bạn chạy khoảng 15m thôi, nó sẽ không nhận diện được cái remote của mình thì nó sẽ tự động ngắt hết nguồn điện, hú còi luôn, không cần phải bấm một nút gì hết ha. Đi xa khoảng 15m thôi ha, cầm remote này đi xa mà anh em ơi. Đó, thì mình đưa cho em mình đang đi rồi nha các bạn nha, đi xa 15m nha. Đó, ok ha. Thì dù cho máy đang nổ luôn các bạn, dù cho máy đang nổ luôn cũng ngắt hết nguồn điện, hú còi. Cái bộ khóa vuông này á, lắp được cho Vario, Vision, AB, SH ha. Rồi ok luôn, Winnie. Nó lắp cho rất là nhiều xe các bạn ha. Đó. Nó sẽ không nhận diện được, chiếc này nó không nhận diện được sẽ hú còi các bạn ha. Đó. Lúc này nó không nhận diện được remote gần nó 10-15m nó sẽ tự động ngắt hết nguồn điện, hú còi. Đó. Lúc này remote lại gần nè các bạn. Đây, đó, remote lại gần. Thì sẽ có điện lại, các bạn đè chạy tiếp nha, nó không hú còi nữa ha. Chủ xe đang lại gần. Ok ha, rất là tuyệt vời luôn các bạn. Đó.
Đây là đúng ra thì cái ổ khóa zin của nó thì cái núm này màu đỏ, màu đen nè. Cái mở yên nè cũng là màu đen luôn, nhưng mà mình đã chơi cao cấp hơn là núm này, mình đã làm lại CNC, và núm mở yên mình cũng đã làm lại CNC luôn. Và hiện tại là bây giờ đang là màu đỏ như các bạn nha, CNC màu đỏ luôn. Nên nó là giá của nó là mắc tiền hơn cái núm zin rất là nhiều ha. Mắc tiền hơn ha. Ok. Đó. Còn một tính năng đặc biệt nữa nè các bạn, mình sẽ quay cho các bạn xem luôn, mình chỉ các bạn xem luôn ha. Đó. Các bạn thí dụ như mất remote hoặc hết pin hoặc là hư đi, trường hợp này rất là đặc biệt, có nghĩa là các bạn có thể chạy được luôn, không cần đến remote ha. Thì thí dụ như bây giờ có remote các bạn lại gần nè, gần chiếc xe khoảng 2 mét nó mới cho phép các bạn chạy đúng không? Còn cái này là không cần đến remote vẫn chạy được xe nha. Với một điều kiện là các bạn phải biết mã cứu hộ ha. Giờ mình sẽ cài mã cứu hộ cho các bạn nha. Đó. Ví dụ các bạn muốn cài mã, các bạn bấm này 4 lần. Bấm cái logo chìa khóa nè các bạn. Nghe tiếng chuông nha. 1 2 3 4. Đó. Thí dụ như mã của mình là 4 số 2 đi ha các bạn, 4 số 2 nha. Giờ mình bấm nè. 1 2. Một lần 1 số 2 nha các bạn. 1 2, 2 lần 2 số 2 nè. 1 2, 3 lần 3 số 2. 1 2, 4 lần 4 số 2. Mã của mình có 4 thứ tự thôi nha các bạn nha. Rồi, mã của các bạn giờ là 4 lần 4 số 2 á. Thí dụ như remote này mình tắt nguồn đi. Giống như bị mất remote nữa các bạn, tắt nguồn nè. Đó. Nó sáng đỏ, mình bấm giữ luôn 4 giây thì sáng đỏ mờ xuống. Hiện tại là remote đang tắt nguồn, các bạn bấm cái ga màu đỏ nè. Bấm cái ga màu xanh là đang mở nguồn nha. Giờ nó không có hiệu quả luôn ha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Bấm không có tín hiệu luôn. Lúc này các bạn nhấn vô nó không có điện luôn. Cố tình mình dặn mình xây luôn. Đó. Rồi, ok. Thì các bạn nhớ là cái mã hồi nãy là 4 số 2 nha. Các bạn bấm vào. 1 2, một lần 1 số 2 nè. Đó. 1 2, hai lần 2 số 2. 1 2, ba lần 3 số 2. Các bạn nhớ bấm xong rồi nghe tít tít các bạn buông ra liền nha. 1 2, bốn lần 4 số 2. Rồi, nghe tiếng chuông ha. Rồi, các bạn mở khóa lên. Ok. Lúc này các bạn lưu thông ngoài đường bình thường ha các bạn. Đó, đây là trường hợp này á, công ty nó làm cho các bạn á là sợ là trường hợp mất remote nha. Mất cái remote này nè, hoặc hết pin, hoặc nhưng nói chung là những cái trường hợp mà xấu á thì mình cài cái mã này nè, mình nhớ cái mã của mình, ngày sinh của mình gì đó, hoặc là số điện thoại của mình gì đó ha. Rồi mình nhập mã vô, mình chạy qua cái cửa hàng. Cái remote này có thể làm lại được các bạn nha. Làm lại được, mất có thể làm lại được pin. Nếu mà shop nào làm cho các bạn đó, rồi các bạn qua chạy qua shop đó mặc định về remote ha. Mod là remote ha. Ok, rất là tuyệt vời luôn. Đó, đây là mod SH300i nha. Rồi ok. Lúc này mình mở nguồn lên, các bạn bấm giữ cái logo chìa khóa 4 giây nha. Đó, sáng đèn xong các bạn bu tay liền. Ok. Thì nó chớp chớp màu xanh này 5 lần. Đó. Nó nhận tín hiệu đó các bạn. Rồi các bạn lúc này là không cần phải nhập mã của hộ nữa nha. Các bạn lại gần xe thôi là các bạn nhấn vô thoải mái luôn, tại vì mình đã mở nguồn rồi ha. Rồi ok. Đó, ok ha. Nè, phá cổ nè các bạn. Đó, phá cổ nè. Đó. Phá cổ là các bạn đi xa. Đi xa khoảng 2 mét thôi là nó sẽ tự động phá hẳn luôn. Giờ mình thử tắt nguồn nha các bạn. Thử tắt nguồn nha, bấm giữ 4 giây. Đó, sáng đỏ mờ xuống. Đó, ok. Lúc này các bạn nếu mà phá cổ rồi nè. Người ta muốn bẻ phá nè, thấy không? Đó, ok không? Không được luôn, không được luôn ha. Ok, rất là thông minh luôn. Nếu các bạn nhập mã của họ, các bạn mở cổ lên thì sẽ ok nha. Rồi, mở nguồn lên. Đó, ok ha. Rồi, mở nguồn lên, mở cổ nè các bạn. Đó, đó, ok ha. Tuyệt vời. Các bạn nào muốn có nhu cầu làm xin liên hệ cửa hàng mình ha. Địa chỉ 234 đường Bình Long, quận Tân Phú. Số điện thoại là 0963574901. 0346669686. Cửa hàng mình tên là độ đèn xe máy Son Anh nha. Rồi xin cảm ơn quý khách hàng ở Tân Bình đã qua ủng hộ, cảm ơn rất là nhiều nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, cảm ơn rất là nhiều các bạn nha.